Ok, chị Tâm An xin chào nhé. Ok, chị Bảo Phụ Non xin chào này. Ok, chị Trang Tranh Trần Tu đúng không ạ? Xin chào chị nhá, để em một chút được không ạ? Rồi, chị đang ok là cháu đi đúng không ạ? Ok, chị Mỹ Hảo Nguyễn Thị xin chào này. Chị nào đang xem live của shop dáng mi với em thì có thể chấm bài cho em để em chào tất cả nhà mình đúng không ạ? Ok, chị chào Ngốc này xin chào này. Ok, chị đây là chị gì, chị Kim Thảo xin chào chị luôn nhá. Các chị đang xem live của nhà em thì các chị có thể chấm bài cho em đúng không ạ? Để em chào hỏi tất cả nhà mình đúng không ạ? Ok, chị Hao Hao Ni xin chào nhá. Các chị đang xem live stream của em thì có thể chia sẻ tất cả các hội nhóm cho em một chút để cho đông đông người vào chút để em bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Cho em lên mốc 50 em bắt đầu xả hàng giá 28k một chiếc váy đúng không ạ? Chị Gió Sương sơ mi trắng A một em còn nhá. Sơ mi trắng A một em còn đấy ạ. Chị Gió Sương có thể inbox địa chỉ cho mẹ inbox cho em A1 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Ok, Mỹ Hảo Nguyễn Thị Hoa xin chào nhá. Rồi. Ok, chị Nguyễn Nhi xin chào. Ok, chị Kim Anh xin chào này. Ok, cảm ơn các chị nhá. Rồi, các chị nhanh chóng vào livestream của em đúng không ạ? Chia sẻ cho em lên mốc 50 người xem em bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Cho em lên mốc 50 người xem đầu tiên nha, em bắt đầu xả hàng nhá. Ok, chị Huỳnh Nguy xin chào. Ok, chị BB xin chào nha. Rồi, ok, chị Kim Anh, chị Nguyễn Nhi xin chào các chị luôn đấy ạ. Rồi, hôm nay em mới chốt tiếp các chị nhá. Các chị nhớ để điện thoại để mà chốt hàng đúng không ạ? Các chị chia sẻ cho em lên mốc 50 thì em bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Chia sẻ cho em lên mốc 50 em bắt đầu xả váy 28k chị nhá. Chia sẻ cho em lên mốc 50 người xem đầu tiên em bắt đầu xả váy đúng không ạ? Xả váy với giá là 28k một chiếc váy rất là xinh luôn luôn nhá. Ok, chị Minh Anh xin chào này. Ok, chị Lan Mít nhá, xin chào luôn. Ok, chị Thảo Jolie xin chào, chị Liên Trần cũng xin chào chị luôn nhá. Rồi, chị Hoàng Lacoste đúng không ạ? Lacoste đúng không ạ? Xin chào chị luôn này. Ok, chị Thúy Phạm này. Rồi, các chị đang xem live của em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ cho em các hội nhóm đúng không ạ? Khi nào lên mốc 50 em bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Rồi, xin chào chị Minh Anh nhá. Xin chào các chị này. Rồi, chia sẻ cho em nhá. Hôm nay dáng mi bên này tiếp tục xả hàng đúng không ạ? Hôm nay dáng mi bên này tiếp tục xả hàng đấy ạ. Nên chị nào muốn mua hàng giá rẻ của nhà em thì nhanh chóng vào livestream này để săn hàng giá rẻ với giá là 28k một chiếc váy rất là đẹp luôn đúng không ạ? Ok, chị Lâm Kim Tuyến nhá, thấy chị này. Rồi, chia sẻ và các hội nhóm cho em lên mốc 50 em bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Em bắt đầu xả hàng một chiếc váy này với giá là 28k một chiếc nhá. Ok, chị Nghi Lý này xin chào các chị này. Rồi, nhanh chóng vào livestream của em nhá, nhanh chóng nhá. Rồi, các chị đang xem live stream của em chia sẻ cho em mốc 50 bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Hôm nay dáng mi bên lại tiếp tục xả váy với giá là 28k một chiếc đúng không ạ? Hôm nay dáng mi bên lại tiếp tục xả hàng nhá. Xả váy với giá 28k một chiếc váy hoa thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc váy bên với giá là 28k, để lại cho em 28k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại được không ạ?
váy đang mặc hay là váy chị đang cầm váy ạ? Tất cả luôn nhá, 28k một chiếc váy, bất kỳ váy nào luôn nhá. Các chị có thể chọn váy được không ạ? Ok, chị Minh Oanh xin chào nhá, chị Lưu Ly, chị Nghi Lý, chị Phương Nguyễn xin chào các chị này. Các chị đang xem live của show em thì có thể chia sẻ tất cả các hội nhóm cho em để đông đông người vào một chút. Thế em bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Xả hàng với giá 28k một chiếc, các chị có thể tùy ý nhá, tùy ý lựa chọn trong cái live stream này đúng không ạ? Rồi chia sẻ các thảo hội nhóm cho em nhé. Các chị tham gia nhóm nào các chị chia sẻ nhóm đấy cho em được không ạ? Tham gia nhóm nào mình chia sẻ nhóm đấy, tham gia pet nào mình chia sẻ pet đấy cho em nhé. Rồi bắt đầu comment cho em 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình được không ạ? Rồi một chiếc váy như em đang mặc trên tay đây, hoặc một chiếc váy hoa như này đấy ạ, xếp tổng mã V28 em có giá là 28k một chiếc đúng không ạ? 28k một chiếc váy này thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc váy nhà em với giá 28k một chiếc, để lại cho em comment 28k kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Giá bán 28k là cái giá áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ cho em nhá. 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Một chiếc váy đang cầm trên tay đây với giá là 28 nhá. 28k một chiếc thôi ạ. Ok, chị Nguyễn Hà đúng không ạ? Váy bên nào dáng mi bên vẫn hàng có size hết, nên các chị mua hàng của em để lại cho em nhá. 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình, rồi sau đó quay ra chia sẻ nhá. Váy em có đủ size từ 40 tới 75kg là bên có size được chưa ạ? Ok, để em một chút chị Nguyễn Nhi nhá. 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình, một chiếc váy rất là xinh luôn mà chỉ có giá bán là 28k một chiếc thôi. Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Size của nó từ 40 tới 75kg nhá. Từ 40 tới 75kg là bên có size. Từ size S cho tới size 2XL bên có size, rất là xinh luôn nhá. Chiếc váy đang mặc trên người rất là xinh luôn nhá. Họa tiết của nó thì vô cùng sang luôn được chưa ạ? Họa tiết chiếc váy này vô cùng sang luôn. Trên nó còn có một cái túi nữa rất là sang luôn đấy ạ. Các chị có thể đựng tiền hoặc là đựng ví hoặc là đựng bất kỳ cái gì, đựng điện thoại cũng ok luôn nhá. Ok, chị Cà ra túi xin chào, chị Thông Vũ xin chào nhá. Chị Quỳnh Mai xin chào này, rồi em ở ngoài Hà Nội nhá. Chị Liên Trần ok, cảm ơn chị nhiều này. Rồi ok, chị Nguyễn Dung xin chào chị luôn, chị Nguyễn Trang, chị Quỳnh Liên xin chào đấy ạ. Ok, chị Cẩm Tú này, 28k một chiếc váy hoa thôi, áp dụng cho anh chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em được không ạ? Giá bán 28k là giá áp dụng cho anh chị chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm này. Muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream đúng không ạ? Muốn không bị ẩn comment các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Một chiếc váy em đang cầm trên tay rất là xinh, hoặc các chị có thể lựa chọn hai chiếc váy nhá. Lựa chọn chiếc váy này cũng ok đúng không ạ? Chiếc váy này cũng ok với giá 28k, áp dụng cho anh chị chia sẻ cho em nhá. Chị Bi Trần ok, xin chào. Rồi ok, chị Bi Trần là lát nữa em sẽ cái mắt của chị nhá đúng không ạ? Rồi chị Tuyết Phạm xin chào chị luôn này, chị Đan Thanh đúng không ạ? Mỹ Hảo ok, xin chào này. Chị Thúy đúng không ạ? Rồi 28k một chiếc thôi, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm nhá. Mùa hè này thì không thể thiếu những chiếc váy này đâu ạ, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Một chiếc váy em có giá bán là 28k một chiếc thôi, áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em được không ạ? Rồi 28k một chiếc nhá. Ok, chị Phù Thủy Kiều Linh nhá, xin chào này. Rồi ok, chị Nghi Lý, chị Nalo đi đúng không ạ? Rồi 28k một chiếc thôi, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Một chiếc váy em có giá bán là 28k một chiếc nhá, áp dụng 3 lần chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm thôi ạ. Ok, chị Ruby xin chào, chị Minh Anh xin chào chị luôn nhá, chị Đỗ Thu rồi. Một chiếc váy em như thế này đây có giá bán là 28k một chiếc, rất là xinh luôn đúng không ạ? Rất là xinh luôn, mặc mùa hè rất là mát, rất là sang luôn nhá. Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em được không ạ? Các chị lựa chọn bất kỳ trong cái livestream này luôn đúng không ạ? Một là một chiếc váy hoa xếp tầng xếp ly, tay của nó là tay đính đá nhá. Tay của nó, cái tay áo của nó là tay đính đá đúng không ạ? Hai dây của nó đính đá luôn, với giá bán là 28k một chiếc nhá. Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm đúng không ạ? Rất là xinh luôn. Còn đây là một cái chiếc váy nào trên người đây, chất liệu của nó thì vô cùng là mát luôn, mặc mùa hè này thì vô cùng mát luôn các chị nhá. Váy hoa cúc của nhà em thì vô cùng hot và vô cùng sang rồi đấy ạ. Rồi, ok, là muốn không bị ẩn comment thì hãy kết bạn Facebook của show em và chia sẻ để không bị ẩn comment đúng không ạ? Em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên live stream của em được không ạ? Em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên live stream nhá. Rồi, chị Thúy ok, đã nhìn thấy comment của chị Thúy rồi nhá. Ok, chị Ruby rồi, chị Ốc Bưu đúng không ạ? Ok, cảm ơn chị này rồi. 28k một chiếc váy thôi, nên chị nào muốn mua chiếc váy nhà em để lại cho em comment nhá. Vì cái giá bán này là cái giá bán áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ này 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm thôi các chị nhá. Một chiếc váy rất là xinh luôn, mà giá bán của nó chỉ có 28k một chiếc váy hoa này thôi. Rất là xinh và rất là đẹp luôn đấy ạ. Các chị có thể lựa chọn tùy ý nhá. Một là chiếc váy hoa em đang cầm trên tay đây với giá là 28k được chưa ạ?
hoặc các chị có thể chọn sang chiếc váy này với giá là 28k một chiếc cũng đều ok luôn nhá. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hỗ trợ nhóm cho em được không ạ? Rồi em sẽ cầm trang chuyển sang chiếc váy này nhá. 28k một chiếc váy hoa rất là xinh luôn, có cả túi luôn nhá, có cả túi luôn, các chị nhìn túi rất là sang luôn đấy ạ. Rồi một chiếc còn ok này, chị lọ lem đúng không, hôm nay hãy tích cực tương tác bên em đúng không ạ, săn hàng giá rẻ của bên em nhá, được không ạ? Ok chị Đoàn Hồ Bắc đúng không ạ, 28k rồi. Ok chị Ngọc Tú này, ok em cảm ơn tất cả chị nhá. Chị Minh Hảo xin chào. Ok chị này, 28k một chiếc váy thôi, áp dụng cho chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân nhá và 5 lần chị hỗ trợ nhóm thôi ạ. Ok chị Huyền Huân này, em đã thấy comment của chị rồi nhá, đã thấy comment của mình rồi, lên chị nào muốn mua hàng nhà em với giá là 28k để lại cho em 28k kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ. 28k một chiếc váy rất là xinh luôn, mặc vô cùng sang trọng, vô cùng xinh luôn được chưa ạ, vô cùng xinh và vô cùng sang luôn, thiết kế của nó vô cùng đơn giản luôn, có một chiếc túi bên cạnh nữa chị nhá, có chiếc túi bên cạnh thôi. Rồi em đã thấy comment của chị Hoa Lan Đặng rồi nhá. Rồi đã thấy comment của chị rồi. Ok chị Linda Phương thấy rồi này, chị Lưu Ly cũng thấy luôn nhá. Rồi chị nào muốn mua hàng nhà em với giá là 28k một chiếc váy hoa này thôi, để lại cho em 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Cái giá bán này các chị lưu ý cho em là cái giá bán áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hỗ trợ nhóm của bên em được không ạ? Rồi chị Lưu Lê em thấy chị rồi nhá. Các chị không muốn bị ẩn comment thì các chị hãy kết bạn Facebook với shop em và chia sẻ đúng không ạ? Chia sẻ để không bị ẩn comment, chia sẻ để mình không bị lạc mất nhau đúng không ạ? Ok chị Huỳnh Thệ Lệ Chi đúng không ạ? Xin chào này. Rồi ok chị Châu Pha đúng không ạ? Inbox cho bên em đúng không ạ? Ok là một chiếc váy bên em có giá là 28k một chiếc thôi, áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân nhá và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Rồi nhanh chóng comment cho em và nhớ chia sẻ cho em nhá. Một chiếc váy em có giá bán là 28k một chiếc được chưa ạ? Ok chị Ruby đợi em một chút nhá, rồi nhanh chóng đi ạ. 28k một chiếc thôi, áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chiếc váy hoa này cũng là 28k một chiếc đúng không ạ? Áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hỗ trợ nhóm cho em nhá. Nên chị nào muốn mua hàng nhà em thì để lại cho em nhá. Chị Minh Hảo còn sơ mi này, lát nữa bé hình như hôm qua chị để là số điện thoại rồi đúng không? Trong chiều nay và trong tối nay nhà em sẽ chốt hết cái mã hôm qua kia được không ạ? Rất là nhiều đấy, đơn hàng nhà em rất là nhiều một ngày chị nhá. Thông cảm cho bên em nhá. Ok chị Kim Hoa Trần này, rồi để lại cho em 28k đi, nhớ chia sẻ cho em này. Giá bán 28k một chiếc váy thôi là giá áp dụng cho những chị mà chia sẻ nhá. Chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em được không ạ? Bài lên được. Bài này gì hay lắm. Rồi nhanh chóng comment cho em đi ạ. Rồi ok chị Nguyễn Hà xin chào này. Rồi ok chị Lê Xuân để em một chút được không ạ? 28k một chiếc váy thôi, rất là xinh luôn nhá. Tay áo của nó là tay hai dây của nó, dây áo đính ngọc trai của nó không phải là dính thường đó chị nhá. Còn chị nào muốn mua chiếc váy bên em đây? 28k một chiếc thôi. Rồi ok được hết ạ, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em nhá. Chị nào muốn mua hàng giá rẻ nhà em thì nhanh chóng comment cho em 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Giá bán 28k một chiếc đây là cái giá bán là áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ cho em nhé, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Váy là rất là xinh nhá, mặc mùa hè thì vô cùng xinh, vô cùng đẹp luôn các chị nhá. Rồi chị Ngọc Tuyền Hoàng chất lượng thì ok đúng không ạ? Ok chính xác luôn nhá. Chị Hảo Eli Thảo đúng không? Ok chị Bánh Bèo Ú Nu rồi, xin chào này. Rồi comment cho em nhá, 28k một chiếc váy này thôi, áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em nhá. Rồi một chị chỉ được mua một chiếc thôi nhá, vì rất là nhiều người mua đúng không ạ? Nên một chị chỉ được mua một chiếc thôi đúng không ạ? Comment một chiếc cho em nhá, kèm luôn cả chiều cao cân nặng cho em luôn được không ạ? Rồi ok chị này, không có màu vàng chị Hà Mi Bùi nhá, để lại cho em 28k kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em được không ạ? Rất là đẹp và rất là rẻ luôn nhá, được không ạ? Chính xác luôn chị Linh Ly nhá. Rồi 28k một chiếc thôi, áp dụng cho anh chị chia sẻ là váy bên có đủ size các chị nhá. Váy bên có đủ size, tức là từ size S cho tới size 3XL là bên có size chính xác. Một người chỉ được mua một chiếc thôi nhá, vì cái giá bán này là cái giá bán áp dụng cho anh chị chia sẻ thôi các chị nhá. Giá bán này là giá áp dụng cho anh chị chia sẻ thôi ạ. Rồi chị nào muốn mua hàng nhà em để lại cho em nhá, nhớ chia sẻ cho em thì có giá này đúng không ạ? 28k một chiếc váy thôi, áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em được không ạ? Ok chị Bi Trần này, ok chị nhá.
Rồi chị Minh Hảo lấy sơ mi B1 màu đỏ và cam đất đúng không ạ? Sơ mi màu đỏ màu cam đất, ok đấy là B2 không phải B1 đâu chị Minh Hảo nhá. Rồi ok chị Lưu Ly là rồi em cảm ơn chị nhá. Rồi ok, okay chị em xê su châm ok 28k kèm theo chiều cao nặng cho em luôn đúng không ạ? Giá bán bên em là cái giá bán áp dụng cho anh chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần tranh hỗ trợ nhóm cho em nhá. Rồi, ok này, 28k một chiếc thôi. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần tranh hỗ trợ nhóm đúng không ạ? Các chị hãy kết bạn Facebook với số em thì nhiều khi em mới nhìn thấy cái comment của anh chị nhá. Tại vì là cái lượng comment rất là nhiều nên nó sẽ bị ẩn đấy ạ. Nó sẽ bị ẩn rất là nhiều nhá. Nên các chị nhớ chia sẻ tương tác thì nó sẽ không bị ẩn comment đúng không ạ? Rồi, ok, chị Liên Đỗ một chiếc đúng không ạ? Rồi, chị Thùy Chi này rồi. Chị Ngọc Liễu này. Rồi ok chị Ba, chị Bai Thiên Thần đúng không ạ? Rồi nhanh chóng comment cho em đi ạ, 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Một chiếc váy bem này thôi chỉ có giá 28k một chiếc happy rồi cặp tạm biệt vào này. 28k một chiếc thôi ạ. Rồi chị nào muốn mua chiếc váy bên em để lại cho em 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là rẻ luôn, một chiếc váy bên em chỉ có 28k một chiếc thôi ạ. Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần tranh hỗ trợ nhóm cho em được không ạ? 28k một chiếc thôi. Size của nó từ size S cho tới size XL, từ 40 tới 75 kg là bên em có đủ size nhá. Từ 40 tới 75 kg là bên em có size. Lên các chị mua hàng của em để lại cho em 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok chị Khánh Hạ, em thấy chị này ok, chị Phạm Thúy, chị Thúy Chi nhá. Rồi thấy tất cả các chị rồi đấy ạ. Nên các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment đúng không ạ? Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment đúng không ạ? Rồi ok chị Linh Võ này em thấy chị nhá. Ok chị Ngọc Liễu rồi, một chiếc bên em có giá bán là 28k một chiếc thôi. Nên chị nào muốn săn chiếc áo thì em thì để lại cho em 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Cái giá bán này là giá bán áp dụng cho anh chị chia sẻ thôi ạ. Ok chị Linh Võ xin chào, ok này. Ok chị Tình Tình đúng không ạ? Hoa Cúc đúng không ạ? Rồi một chiếc 28k một chiếc thôi. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em nhá, được không ạ? Rồi kết bạn Facebook của chúng em được không ạ? 52kg mặc size M cho em nhá. Rất nhiều người comment mà không. Ok này chị Thúy 53kg mặc size M cho em được không ạ? 53kg mặc size M cho em được không ạ? Để lại cho em nhá, theo đủ cú pháp nhá. 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi lên chị nào muốn mua chiếc váy nhà em để lại cho em nhé, 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Một chiếc váy như em đang cầm trên tay đây với giá là 28k một chiếc thôi. Áp dụng cho đến chị nào mà chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm đúng không ạ? Muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy kết bạn Facebook cho em để không bị ẩn comment nhé. Em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người lên trên live đúng không ạ? Em sẽ nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên live. Nên các chị chỉ việc chia sẻ để không bị ẩn comment nhé. Hãy tương tác với em từ đầu chương trình tới cuối chương trình đúng không ạ? Một chiếc váy đen cầm trên tay đây với giá là 28k một chiếc thôi. Ok chị Phương Ngô comment cho em 28k kèm màu kèm dưới thoại luôn cho em. Và sau đó nhớ quay ra chia sẻ cho em luôn nhá. Cái giá bán này là giá bán áp dụng cho chị chia sẻ đúng không ạ? Giá bán này là giá áp dụng cho chị chia sẻ thôi ạ. Một chiếc váy đen có giá bán là 28k một chiếc thôi. Áp dụng cho chị nào mới chia sẻ tương tác tích cực với em thật nhiều đúng không ạ? Muốn không bị ẩn comment các chị hãy kết bạn Facebook cho em và chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Ok chị Thảo Jolie thấy chị rồi này, 49kg mặc size M cho em nhá. Ok chị Yến Nguyễn, chị Thúy Hồng này. Rồi chị Viên Mai một chiếc đúng không ạ? Rồi nhanh chóng cho em comment luôn cho em đúng không ạ? Comment cho em 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần tích hỗ trợ nhóm thôi ạ. Rồi ok này, các chị lên cho em móc 300 người xem điểm chốt đúng không ạ? Lên cho em móc 300 lượt xem đầu tiên em chốt hàng đúng không ạ? Lên cho em móc 300 người xem đầu tiên thì chốt hàng đúng không ạ? Tại vì bây giờ không đủ lượt móc 300 người xem đúng không ạ? Rồi chị Tín Điện Tử xin chào này. Rồi chị Tín Điện Tử hãy tương tác với các bên em đúng không ạ? Rồi chị Vũ Thúy, chị Vũ Huyền xin chào này. Rất là nhiều mẫu đằng sau luôn nhá. Nên các chị muốn mua hàng thì em cứ để lại cho em nhá. Kèm màu kèm tuyến thoại luôn cho em nhá. Một chiếc váy rất là xinh luôn với giá 28k. Em thấy mùa hè này tới rồi ý, thì các chị lên sắm cho mình một chiếc váy đi. Em thấy thực sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này ý ạ. Ok chị Thúy Lê xin chào này. Lên cho em móc 300 người xem em bắt đầu chốt đúng không ạ? Lên cho em móc 300 người xem đầu tiên em bắt đầu chốt 28k đúng không ạ? Nhanh chóng giúp em đúng không ạ? Chia sẻ các hội nhóm cho em nhá. Các chị tham gia nhóm nào chia sẻ nhóm đấy đúng không ạ? Tham gia page nào chia sẻ page đấy cho em được không ạ?
lên mốc 300 em bắt đầu chốt một người đúng không ạ? Tiếp theo cứ mốc lên trước một người đúng không ạ? Được chưa ạ? Lên mốc cho em 300 người xem em bắt đầu chốt 28k chị nhá. Lên mốc cho em 300 người xem bắt đầu chốt 28k một chiếc váy này đúng không ạ? Bất kỳ một chiếc váy này luôn nhá, đúng không ạ? Các chị có thể chọn tùy ý trong cái livestream này của em nhá. Bất kỳ một chiếc váy nào với giá là 28k, chỉ cần các chị chia sẻ cho em đặt mốc người xem rồi đúng không ạ? Cho em lên mốc 300 người xem đầu tiên, chốt 28k đầu tiên đúng không ạ? Ok, chị Lan Kiều xin chào này, rồi lên mốc cho em 300 người xem đi ạ. Em bắt đầu chốt 28k tất cả các chị đúng không ạ? Muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Rồi thì Thảo Vi lấy V28 màu hồng ngày hôm qua đúng không ạ? Ok chị yêu nhá. Rồi lát em bên chốt hàng của chị luôn thì Thảo Vi hôm qua đúng không ạ? Rồi chị Ban Đê Phương, chị Ban Đa Phương ơi, bên em có gọi đến chốt hàng với chị chưa ạ? Bên em đã lên đơn rồi nhưng mà chưa gọi đến chốt hàng đúng không ạ? Rồi em sẽ nhân viên luôn nhá. Rồi lên cho em mốc 300 người xem đầu tiên bắt đầu chốt 28k đúng không ạ? Còn bây giờ không đặt mốc người xem sẽ không chốt được 28k chiếc váy này đúng không ạ? Hoặc chiếc váy này đúng không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. 28k một chiếc thôi. Mà size của nó là có size nhá, từ 40 tới 75 kg. Từ size S cho tới size 2XL bên có size nhá. Từ S tới 2XL bên có size, từ 40 tới 75 kg bên có size đúng không ạ? Lên mốc 300 người xem đầu tiên chốt 28k đúng không ạ? Lên cho em mốc 300 người xem đầu tiên bắt đầu chốt 28k đúng không ạ? Vì bây giờ là chưa đặt mốc người xem chưa chốt được đúng không ạ? Rồi chưa đặt mốc người xem sẽ chưa chốt được 28k được đúng không ạ? Nên các chị nhanh chóng chia sẻ cho em và các hội nhóm cho em nhá. Chia sẻ ở các hội nhóm cho em nhá. Muốn không bị ẩn comment nữa chị hãy kết bạn Facebook của shop em và không bị ẩn comment đúng không ạ? Rồi đã thấy comment của chị Kiều Trang rồi nhá, chị Lưu Ly thấy luôn rồi đấy ạ. Ok chị Trinh Mai Xuân, ok chị yêu luôn này, lên mốc cho em 300 người xem đầu tiên bắt đầu chốt 28k một chiếc váy đúng không ạ? Các chị có thể lựa chọn rất là tùy ý nhá. Một chiếc váy này như em vừa mặc trên người đúng không ạ? Hoặc một cái chiếc váy này đúng không ạ? Chỉ với giá là 28k một chiếc, nhưng với điều kiện là phải lên mốc cho em người xem 300 người xem đầu tiên đúng không ạ? 300 người xem em bắt đầu chốt 28k nhá. Vì bây giờ chưa đặt mốc 300 người xem sẽ không chốt 28k được đúng không ạ? Rồi lên cho em mốc 300 người xem, chia sẻ cho em các hội nhóm nhá. Tham gia page nào chia sẻ page đấy, tham gia nhóm nào chia sẻ trang đấy đúng không ạ? Rồi ok chị Hương Hòa đúng không ạ? Lấy em một cái màu hồng đang cầm trên tay V28 hôm qua cho em vào inbox luôn nhé chị Hoàng Hương đúng không ạ? Rồi nhanh chóng comment cho em và cho em mốc 300 người xem đầu tiên đi ạ. Lên mốc 300 người xem đầu tiên bắt đầu chốt 28k đúng không ạ? Rất đơn giản luôn đúng không ạ? Rồi mua váy với em, săn hàng với em rất rẻ nhá đúng không ạ? Em đang cầm trên tay đây, người em đang trên tay là size S nhá. Còn cái size M, size L, size XL nó sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? To hơn rất là nhiều nhá, ok này. Rồi chị Bích Ngọc ok nhá, rồi chị Nguyễn Thị Kim Sa đúng không, xin chào này. Rồi nhanh chóng cho em lên mốc 300 người xem đầu tiên nhá. Em bắt đầu chốt tất cả các chị với giá là 28k đúng không ạ? Vì bây giờ hiện tại là chưa đặt mốc 300 người xem thì em sẽ chưa thể chốt được 28k đúng không ạ? 50kg mặc size M cho em chị Hoài Na nhá, để em ạ. Rồi ok chị Ban Đa Phương chiều nay nhá. Tại vì đơn hàng em rất là nhiều một ngày, em mong thông cảm cho em, thực sự đơn hàng một ngày rất là nhiều ấy. Ui mạng bị mờ này. Đang xem cái máy cũng mờ này. Rồi các chị lên mốc rồi, bên này gần đủ rồi đấy ạ. Lên mốc cho em 300 người xem đầu tiên bắt đầu chốt 28k đúng không ạ? Rồi áo sơ mi cam đặt hàng sau bao nhiêu vậy? Có luôn chị nhá. Chốt hàng hôm nay gửi hàng ngay và 2 ngày sau nhận được hàng luôn chị nhá. Rồi chị Thu Phúc ok chị này. Ở đây là bị dừng hình nhiều. Ở đây 25 ở đây để có. Rồi các chị nhanh chóng comment cho em và chia sẻ cho em lên mốc 300 người xem đầu tiên bắt đầu chốt 28k đúng không ạ? Tại vì là bây giờ vẫn chưa đặt mốc 300 người xem em sẽ không thể chốt 28k được các chị nhá. Nhanh chóng chia sẻ với em và các hội nhóm cho em nhá. Nhanh chóng chia sẻ tất cả các hội nhóm cho em nhá được không ạ? Lên mốc 300 người xem bắt đầu chốt 28k đúng không ạ? Gần đến 300 người xem rồi đấy ạ. Rồi nhanh chóng comment cho em để chốt 28k với các chị đúng không ạ? Lên cho em mốc 300 người xem nhanh chóng đúng không ạ? Bên này gần 300 rồi, còn mấy người nữa thôi, nhanh chóng cho em nào để chốt hàng nhá. Rồi 28k một chiếc nhá chị Đoàn Nguyễn Ngọc, hãy tương tác tích cực bên em từ đầu like tới cuối like đúng không ạ? Rồi nhanh chóng cho em nào. Ổn giữ mức ổn định cho em mốc 300 nhá đúng không ạ? Giữ mức ổn định cho em để mốc 300 để bắt đầu chốt nhá. Rồi chị nào mà chưa chia sẻ thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ để nó hiện lên cái màn hình lên trên like của em đúng không ạ? Sẽ không bị ẩn comment nhá. Mà sẽ không nhận comment thì em sẽ nhìn thấy comment của chị nào thì em sẽ ghim comment của chị lên trên like đúng không ạ? Ok chưa ạ? Giữ cho em mức ổn định 300 đúng không ạ? Rồi này, để em một chút đúng không ạ? Rồi nhá, được rồi, 300 rồi. Bên này 300 rồi đúng không ạ? Rồi bên này 300 rồi nhá, em chốt luôn cho các chị này.
Chị nào đã chia sẻ thì chia sẻ luôn cho em. Còn chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ cho em luôn được không ạ? Nhanh chóng chia sẻ cho em luôn nhá. Rồi, chị Nguyễn Lan có đây không ạ? Chị Nguyễn Lan có đây không ạ? Rồi, mờ quá đúng không ạ? Do mạng cái chập chờn đúng không ạ? Đó, do mạng chập chờn này. Rồi, ok này, bên này em đã ghim chị Nguyễn Lan rồi nhá. Ok, chị Ngọc Tuyến thấy chị rồi đấy ạ. Giữ mức ổn định cho em nhá. Rồi, 334 rồi, ok này. Chị Nguyễn Lan có đây không ạ? Em xin chúc mừng chị Nguyễn Lan là chị đầu tiên đã mua được váy của bên em với giá là 28k một chiếc nhá. Chị Nguyễn Lan có thể chọn bất kỳ những cái chiếc váy nào trong cái livestream này của em đúng không ạ? Chị có thể lựa chọn bất kỳ cái chiếc váy nào trong cái livestream này của em nhá. Một là có thể chị có thể chọn cái váy này nhá. Đúng không ạ? Với giá 28k chị Nguyễn Lan có đây không nhá? Chị Nguyễn Lan có đây không ạ? Rồi ok chị Bi Trần nhá. Chị Bi Trần đến bắt bên em đúng không ạ? Rồi. Chị Nguyễn Lan là người đầu tiên xin chúc mừng chị đã mua được váy bên em với giá là 28k cho nhỏ nhà xuống. Với giá là 28k nhá chị Nguyễn Lan đúng không ạ? Rồi. Chị có thể chọn bất kỳ một váy nào trong hai váy này đúng không ạ? Chị Nguyễn Lan nhá. Chị Nguyễn Lan 49kg chia sẻ 10 nhóm và hai nhóm 20 đúng không ạ? 20 nhóm rồi ok chị yêu nhá. Kiểm tra chị Nguyễn Lan chị nhá. Ghi cho chị Nguyễn Lan chị này. Ok chị Nguyễn Lan có đây không? Có xem livestream của em không ạ? Rồi ok chị Ban Đa Phương đúng không ạ? Rồi chị Ban Đa Phương để em chút like nhắc nhân viên nhà em luôn đúng không ạ? Rồi chị Nguyễn Lan có đây không ạ? Xin chúc mừng chị nha, là người đầu tiên mua váy bên em với giá là 28k nhá. Rồi tiếp tục cho em lên mốc 500 người xem, tiếp tục chốt một chị nữa đúng không ạ? Lên cho em mốc 500 người xem, tiếp tục chốt một chị nữa đúng không ạ? Bên này thì không đủ mốc 300 người xem, em sẽ chưa chốt đồ đại em một chút đúng không ạ? Còn bên này đã đủ mốc 300 người xem rồi đúng không ạ? Lên cho em mốc 500 người xem đầu tiên, tiếp tục chốt cho hai chị nữa đúng không ạ? Rồi nhanh chóng cho em lên mốc đi ạ. Nhanh chóng lên mốc cho em 500 người xem, tiếp tục chốt nhá, chốt 28k với các chị được không ạ? Rồi ok này. Chị Nguyễn Lan nhá, xin chúc mừng chị Nguyễn Lan nhá. Chị Nguyễn Lan là người đầu tiên đã mua được váy bên em với giá 28k rồi đấy ạ. Rất đơn giản luôn đúng không ạ? Các chị phải chia sẻ nhá. Mà khi chia sẻ thì em đã sẽ nhìn thấy comment của chị nào nhiều nhất trên live thì em sẽ ghim của chị đó được không ạ? Em sẽ ghim của chị đó là người đầu tiên nhá. Rồi để em một chút em sẽ quay ra bán hàng luôn chị Nhung Vũ được không ạ? Rồi. Còn bây giờ không đạt mốc 500 người xem thì em sẽ chưa chốt được đúng không ạ? Em xin phép quay ra bán hàng luôn nhá. Bên này thì vẫn chưa đủ mốc 300, còn bên này thì chưa đủ mốc 500 đúng không? Em xin phép quay ra bán hàng luôn được không ạ? Rồi, ok chưa ạ? Váy bên là váy hoa cúc rất là xinh luôn đúng không ạ? Rồi em đang sẽ bán hàng, quay ra bán hàng luôn nhá. Lên các chị đừng comment cho em 28k nữa, em sẽ quay ra bán hàng luôn đúng không ạ? Rồi ngừng comment 28k cho em đúng không ạ? Không comment 28k nữa và ngừng comment 28k. Khi nào mà lên mốc 500 người xem đầu tiên em tiếp tục chốt tiếp theo đúng không ạ? Còn bây giờ là không đạt mốc 500 người xem sẽ không thể chốt được, ok chưa ạ? Váy hoa cúc bên em có giá bán rất là rẻ luôn các chị nhá. Váy này rất là rẻ luôn đấy ạ. Mà cái mã của váy hoa cúc nhà em là mã V38 nha đúng không ạ? Chị nào mà thích V38 nha em thì để lại cho nhà em V38 đúng không ạ? V38 ok chị Nguyễn Lan. Rồi, thấy chị Nguyễn Lan rồi đúng không ạ? Rồi, thấy chị chưa đúng không? Em thấy chị luôn, em rất may mắn đúng không ạ? Comment liên tục luôn. Rồi, V38 nha em nhá. Có giá bán nhà em rất là rẻ thôi. Chỉ có 180.000 một chiếc thôi được chưa ạ? 180.000 một chiếc váy V38 nha em thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc váy V38 với giá bán là 180.000 để lại cho em comment V38 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là xinh luôn. Mùa hè này thì không thể thiếu những chiếc váy này đâu ạ, được không ạ? Rồi ok chị Nguyễn Lan xin chúc mừng chị là người đầu tiên đã mua váy bên em với giá 28k đúng không ạ? Rất là may mắn luôn. Hôm nay thì chị tương tác tiếp tục với em rất là nhiều luôn đúng không ạ? Rồi. Chị nào thích chiếc váy đang cầm trên tay đây với mã là V38 với giá bán là 180.000. Chất liệu thun rất mát luôn, thun Thái rất là mát luôn, các chị nhìn chưa ạ? Rất là mát luôn nhá. Để lại cho em V38 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V38 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá, được chưa ạ? V38 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em. Rồi, váy cầm váy tần dây cầm bao nhiêu vậy, là váy nào chị nhờ? Chất vải thun rất là mát chị nhá, được chưa ạ? Cái mã này còn chị nào thích mua mã này nhà em thì để cho em V28, vẫn giá bán hôm qua là 270.000 nhá, được chưa ạ? 270.000 chiếc váy này, mã là V28 nhá. Chị nào thích cái váy để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Còn hôm nay sẽ chuyển ra chốt cái mã này đúng không ạ? Em sẽ chuyển qua chốt cái mã V38 với nhà em nhá, với giá bán 180 được chưa ạ? Chị nào thích váy để lại cho em V38 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi, em sẽ đơn hàng cho chị NZ Soli Su Châm một chiếc V38 với giá 180 là chiếc đầu tiên được chưa ạ? Giá bán này giá áp dụng chia sẻ nhá. V38 rồi ok chị Trần Bích Hạnh đấy, V28 để lại cho em cả số điện thoại luôn cho em nhá. Có số điện thoại, có size, có mã, bên em mới chốt được hàng. Ok, chốt đơn chị Thúy Hằng Nguyễn một chiếc V38 50kg tiếp theo. Chốt cho chị Thanh Ngọc Bùi là chiếc V38 là chiếc thứ 3 đúng không ạ? Rồi, nhanh chóng comment cho em. Rồi, chị Em Su Trâm ok, chốt được hàng chị luôn đấy ạ. V38 rồi. Chốt đơn chị Elisa Thảo một chiếc V28 màu hồng 270 nhá. Ok chị yêu luôn đấy ạ. Ok chị Ban Đa Phương, ok chị yêu, chị Duyên Lùn thấy chị rồi nhá. Để lại cho em V38
là đẹp luôn đấy ạ. À. Em sẽ đứng xa cho các chị nhìn được không ạ? À? Ok, chị Lê Nguyễn Huệ Trâm chốt hàng V38 luôn rồi này, rồi này. Rồi, chốt đơn chị Phạm Hạt V38 tiếp theo này. Ok chị nhá, rồi. Một chiếc bên em có giá bán là 180.000 nhá, ghi cho em 180.000 nào. Ok, chị Nguyễn Lan đấy, V28, 28K, may rất may mắn đúng không ạ? Ok, chúc mừng chị nhá. Chị Xuân Vũ V38 bên em có giá 180 để lại cho em V38 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Ok, cho ơn hàng cho chị gì đây ạ? Chị gì đây ạ? Rồi ok, chị Trương Bích Thúy lấy V28 size M thôi. Ok. Chị Trương Bích Thúy ơi, váy này bên em có giá bán là 180.000 chị nhá, không phải là giá 28K đâu ạ, hết 28K rồi nhá, khi chưa đặt bốc người xem. Ok, này váy hồng bên em vẫn có mã là V28 nhá. Váy hồng bên em vẫn có mã là V28 được chưa ạ? V28 bên em vẫn có giá 270.000 một chiếc được chưa ạ? 270.000 chiếc váy này nhá. Nên chị nào thích váy V28 để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Còn chị nào vẫn thích cái chiếc váy đang mặc trên người với mã là V28 của nhà em, V38 để lại cho em V38 được chưa ạ? Rồi, ok chị Đoàn Thúy chốt đơn luôn. Các chị có số điện thoại có mã mới chốt được nhá. Ok chị Thúy Linh chốt đơn cho chị rồi đấy ạ. Rồi có mã có giá mới chốt đơn, còn không có mã, không có số điện thoại không chốt đơn, ok chưa ạ? Chị Trương Bích Thủy không vui lòng không comment cho em nhá. Rồi chị Dạ Thảo V3853kg mặc size màu cho em để lại cho em nhá. Chị Thúy Linh chốt đơn chị rồi đấy ạ. Chị Dạ Thảo lại V38 kèm màu cho em luôn nhá. Chốt đơn chị Sung Trinh Nguyễn tiếp theo rồi, cứ để lại cho em V38 được không ạ? Rồi ok, chị Hoa Tím lấy V38 để lại cho em kèm theo số điện thoại của mình luôn nhá. Chị Phạm Hoàng Vũ 58kg mặc size L để lại cho em V38. Các chị để lại cho em V38 kèm màu số điện thoại đúng không ạ? V38 kèm số điện thoại. Một chiếc váy rất là xinh luôn nhá. Có mạ có giá là 180.000 một chiếc thôi đúng không ạ? 180.000 một chiếc thôi các chị nhá. Em sẽ ghim luôn bài cho chị này. Ok, chị Hoa Tím chốt đơn này. Chị Hoa Tím comment cho em trên cùng một dòng comment nhá, để không bị ẩn comment, để không bị chơi đơn của chị đúng không ạ? Ok, chị Phương Khả Khả ship quận 11 là 30.000 đúng không ạ? Ship quận 11 là 30.000. Cái chiếc váy này em đang mặc trên người là có một cái chiếc túi này nhá các chị nhá, rất là đẹp, rất là sang luôn. Mặc ở nhà rất là đẹp luôn nhá. 180.000 nhá chị Trịnh Cò nhá. 180.000 chị Trâm Ngô lại 180.000. Ok chị Lê Tuyên, ok chị lại váy hồng 270.000 mã V28 chị Lê Tuyên nhá. Ok chị Bình Phương, chị Ngọc Bích Ly đúng không ạ? 180.000 đúng không ạ? 180.000 chiếc váy này thôi ạ. 180.000 đấy ạ. Rồi chị Nguyễn Anh chốt đơn V28 là chị Thịnh Cò để lại số điện thoại cho em luôn nhá. Rồi ok chị Hà Phú comment cho em cả chiều cao nặng luôn để em chọn size chị đúng không ạ? V38 nhà em có đủ size từ 40 tới 75kg, em có đủ size được chưa ạ? Từ 40 tới 75kg em có size, tức là từ size, từ size 2, từ size S cho tới size 2XL em có đủ size đấy ạ. Được chưa ạ? Từ size S cho tới size 2XL em có đủ size được không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn. Lên chị nào muốn mua chiếc váy nhà em với giá là, với mã là V38 để lại cho em nhé. V38 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em được không ạ? Ok, chị Kim Oanh Đào chốt đơn V28 màu hồng tiếp theo đấy ạ. 180.000 nhá chị Huệ Kiên nhá, để lại cho em nhá, số điện thoại luôn cho em được không ạ? Có số điện thoại và có mã thì em sẽ chốt đơn được các chị nhá, còn không có số điện thoại và không có mã thì em sẽ không chốt đơn được đâu ạ. Ok, chị Đoàn Thúy lấy V28 đúng không ạ? Rồi để lại cho em V28 kèm màu luôn nhá, chị Huệ Kiên cũng thế luôn nhá. V38 nhà em là 180.000 nhá chị Sang Nguyễn nhá. Vâng ok, chị Sung Trinh Nguyễn chốt đơn V38 tiếp theo, chị Oanh Đào chốt luôn rồi đấy ạ. Các chị chỉ việc để lại cho em mã V38 hoặc V28 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? V38 bên em vẫn có giá bán là 180.000, còn V28 nhà em vẫn có giá bán là 270.000 nhá. Chị nào thích V28 để lại cho em V28 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V28 vẫn có mã là V28 nhá. Giá bán 270.000. Ở đằng này có một cái ở cái đằng sườn của váy có một cái chiếc có những chiếc ngọc trai rất là xinh, đính hạn ngọc trai rất là đẹp luôn nhá. Ở cái dây áo của nó cũng thế luôn các chị nhá. Dây áo cũng thế luôn đấy ạ. Rồi, V28 chị có thể xem lại cái livestream của ngày của bên em ngày hôm qua nhá. Ok, chốt đơn chị Hà Phù tiếp theo rồi đấy ạ. Ok, chị Hương Trần Cẩm Hồng đúng không ạ? 180.000 một chiếc váy nhá, để lại cho em mã và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Hoa Tím V28 xem lại mã cũ. Ok, chị Kha Vi này, ok chị Đoàn Thúy V28 màu hồng kèm theo số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Có số điện thoại có mã mới chốt được đúng không ạ? Không có số điện thoại không có mã sẽ không chốt được hàng các chị nhá. Rồi. Không phải thế chị Toàn Nguyên hay em nói ngay đầu rồi ạ, lên mốc cho em người xem em mới chốt được, còn không lên mốc người xem em sẽ không thể chốt được chị nhá. Rồi ok chị ngay chị Nga like đúng không ạ? Chị thích cái này để lại cho em số điện thoại luôn nhá. Rồi chị Trúc Ly Đặng chốt đơn V28 màu vàng. Chốt đơn là chị Phạm Hoàng Vũ V38 60kg. Ok chị mặc size XL cho em nhá. Chị Kim Anh Đào để lại cho em trên cùng một kèo dòng comment số điện thoại và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Kèm mã và kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Rồi ok chị Sùng Trinh Nguyễn chốt đơn là chị về rồi đấy ạ.
Ok chị Trần Mimi đúng không ạ? Cái chị mặc là 180 nhá. Cái em mặc 180. Cái mã của này là V38 với giá là 180.000 nhá. Có hai chiếc túi bên cạnh rất là đẹp luôn, mặc ở nhà mặc đi đâu rất là sang luôn đấy ạ. Mặc đi biển, mặc ở nhà rất là ok luôn nhá. Rồi ok chị Trần Minh Hải bóc cho bên em, xong bên em một ngày rất nhiều hàng một ngày đúng không ạ? Em xin nhắc lại trước các cái mã này của nhà em đúng không ạ? Em xin nhắc lại được chưa ạ? Cái mã này nhà em là mã V28 với giá bán là 270.000 đúng không ạ? Giá bán của V28 là 270.000 được chưa ạ? Chị đem tí nhá. V28 nhà em thì vẫn còn giá bán là 270.000 một chiếc được chưa ạ? V28 nhá, 170.000 một chiếc. Rồi, ok chị Đoàn Thúy đúng không ạ? Chốt đơn V28 tiếp theo rồi ạ. Rồi ok Trần Minh Hà là em sẽ nhắc nhân viên nhà em ok chưa ạ? Rất là nhiều đơn hàng một ngày nhá. Còn chị nào thích cái mã V16 nhà em nữa thì cũng comment cho em nhá. V16 nhà em vẫn có giá là 165.000 một chiếc thôi. 165.000 một chiếc này rất là đẹp luôn nhá. Mã V16 có màu đen, hoa xanh và hoa vàng. Mã nhà em là mã V16 với giá bán là 165.000 một chiếc được chưa ạ? Ok chị Trúc Ly Đặng đúng không ạ? Rồi chuyển em đổi sang màu hồng đúng không ạ? Màu để lại cho em phấn thoại luôn, kèm phấn thoại luôn cho em nhá. Rồi còn chị nào yêu thích cái mã V38 nhà em đang mặc trên người không ạ? Để lại cho em phấn thoại luôn cho em nhá. V38 nhà em vẫn còn giá bán 180 nhá. Rồi chị Trần Minh Hà ok chị này, rồi ok chị yêu này. Chị Phạm Hoàng Dương muốn xem váy đằng sau là váy nào nhỉ? Em đang chốt cái mã V38 nhá với giá bán 180 đúng không ạ? Hiện tại cái V38 nhà em đang bán trên cửa hàng nhà em là 260.000 nhá. Chiếc váy này đang bán hiện tại trên cửa hàng em là 260.000. Thiết kế rất là đơn giản nên vô cùng sang nhá. Ở đây ở ngực của nó còn vài cúc rất là sang luôn các chị nhá, mặc rất là sang người ấy ạ. Có vài cúc, có 4 cúc, 1 2 3 4 chiếc cúc này. Đằng sau của nó là 2 dây được chưa ạ? Còn trên chiếc váy này của nó là có hai cái túi nhá. Có hai cái túi rất là đẹp luôn và rất là sang luôn chưa ạ? Các chị có thể mặc đi bất cứ nơi đâu nhá. Rồi chị Hà Phú để lại cho em nhá, kèm ra số điện thoại V16 kèm số điện thoại nhá. Rồi chị Trúc Ly Đặng cho đơn V28 màu hồng này, chị Thúy Nga cho đơn V38 tiếp theo này. Rồi em cảm ơn chị Trịnh Văn Giỏi ok chị nhá. Chị Thu Hằng Trần đúng không ạ? Váy dây hoa cúc vàng 180 để lại cho em V38 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi, còn chị nào muốn sở hữu V38 hay không thì cũng nhanh chóng comment cho em để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Em sẽ kết thúc cái mã này ngay lập tức đúng không ạ? Hiện tại trên cửa hàng của em đang bán với giá là 260.000 chiếc váy này thôi. Chị nào muốn sở hữu V238 nha em với giá 180 trong cái livestream này thì em sẽ giảm cho chị nhá. Từ 260 xuống còn 180.000 thôi chị nhá. Em sẽ chuyển qua một cái mã này nha em đúng không ạ? Mã V28 nha em vẫn có giá bán là 270.000 một chiếc thôi ạ. Rồi, váy hai dây vàng chị Thu Hằng Trần để lại cho em V28 nhá. Em sẽ qua lại từng mẫu cho chị được không ạ? Rồi ok chị Thùy Trang chốt đơn V38 đúng không ạ? Ok là đang mặc đúng không ạ? Chị Hà Phú để lại cho em V16 kèm màu xuống thoại nhá. V16 vẫn có giá bán là 165.000 đúng không ạ? Rồi ok chị Thùy Trang này màu xanh hoa cúc vàng để lại cho em V38 đúng không ạ? V38 kèm màu kèm theo xuống thoại của mình luôn cho em nhá. Ok chị Thu Hằng Trần này, chị Sung Chính Nguyễn chốt đơn hàng của chị rồi đấy ạ. Chị Thu Hằng Trần treo ở đằng sau là áo nào nhỉ? À váy này đúng không ạ? V16 cho em nhá. Có rất nhiều màu hoa đen, hoa vàng, hoa xanh nhá. V16 giá bán 165 được chưa ạ? Chị Nguyễn Phương 60kg mặc size XL cho em để lại cho em nhá. Chị Nguyễn Phương thích lấy má nào? Ok chốt đơn chị Hà Phú V16 tiếp theo rồi ạ. Ok là váy vàng đúng không ạ? Váy vàng V16 165 được chưa ạ? Còn váy vàng đang cầm trên tay là 270 nhá. Tại vì cái váy này thiết kế nó vô cùng sang luôn. Hai dây của nó đúng không ạ? Hai dây của nó thì thiết kế ngọc trai được chưa ạ? Hai dây của nó là thiết kế ngọc trai được không ạ? Rồi ok chị Ngọc Thanh cứ gọi lại cho em nhá. Các bạn đang gọi điện chốt được số khác đấy ạ. Có size nhá, từ size S cho tới size XL từ 40 tới 75kg em có size nhá. 28.000 chốt ở ngay đầu live rồi thì nhá. Chứ mai chị Linh Phương vào hơi muộn đúng không ạ? Rồi ok chị Thu Hằng Trần lấy V16 vàng để lại cho em V16 vàng cho em luôn nhá. Ok chị Cỏ Hứa đúng không ạ? Em lấy váy vàng để lại cho em V16 kèm màu kèm số điện thoại. Còn cái mã em đang mặc trên người đây với cái mã là V38 với giá bán là 180.000 một chiếc thôi. Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ đúng không ạ? Váy này rất là xinh luôn, mặc rất là sang luôn nhá. Ok chị Nguyễn Phương chốt đơn, ok chị Thu Hằng Trần chốt đơn hàng của chị rồi đấy ạ. Chị Thu Hằng Trần có thể để lại cho em trên cùng một dòng comment là V16 kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Vì mà khi mà chị để cái số điện thoại không ấy, em sẽ dùng cái phần mềm lọc đơn thì nó sẽ bị trôi đơn hàng của chị đúng không ạ?
để lại cho em trên cùng một dòng comment như chị Nguyễn Phương đang để đúng không ạ? Rồi chị Vàng, chị Cô Hướng để lại cho em trên cùng một dòng comment nhá. Chị comment vàng kèm theo số điện thoại của mình không thì em sẽ không chốt đơn hàng cho chị đâu, chị có hứa nhá. Ok, chị Phạm Hướng Dương đúng không ạ? Chị xem váy trắng đằng sau đúng không ạ? Váy trắng thì em sẽ like sau đúng không ạ? Trong cái livestream tiếp theo của em nhá. Hôm nay rất là nhiều mẫu đẹp mới về đấy ạ. Ok, chị Hoa tím chốt đơn V38 tiếp theo rồi đấy ạ. Ok này. Chị Cỏ Hứa và chị Cô Hứa và chị Nguyễn và chị Thu Hằng Trần comment lại cho em mã và số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em luôn được không ạ? Ok, chị Cẩm Anh đúng không ạ? À, em gửi đúng không? Ok này. Thế thì chị phải inbox lại cho em để em kiểm tra hàng của chị đúng không ạ? Chị Hà Mi Bùi hôm nay chị vào hơi muộn nhá. 28k em hay bán đầu chương trình đúng không ạ? Rồi ok, chị Thu Hằng Trần rất đầy đủ đúng không ạ? V16 mình 46kg bằng size S cho em nhá. Rồi còn chị nào muốn sẩy không, để em kết thúc cái mã ai luôn nào. Để em kết thúc cái mã V28 và V38 thì em luôn nhá. Ok, chị Linh Phượng comment cho em mã đúng không ạ? Mã nhá. Rồi ok, chị Nguyễn Lan nhá. Trong chiều nay hoặc tối nay em sẽ chốt hết cả cái mã này đúng không ạ? Tại vì nhà em thực sự rất nhiều đơn hàng một ngày nhá. Hơi chậm một chút xíu thôi. Chị Huyền Trang xin chào này. Ok, chị Cẩm Anh em nhắc nhân viên nhà em đúng không ạ? Rồi còn chị nào yêu thích cái mã V38 nhà em để lại cho em V38 nhá. V38 nhà em vẫn có giá bán là 180.000 một chiếc thôi. 180.000 một chiếc V38 đúng không ạ? Váy đang mặc mình đứng xa mình xem với em đứng xa chị luôn đúng không ạ? V38 nhà em với giá bán là 180.000 một chiếc thôi. Áp dụng cho chị nào mà chia sẻ đúng không ạ? Áo sơ mi chị có thể xem ở trên chat các cái like cũ nhà em đúng không ạ? Rồi chị Thi Nguyễn, Thu Nguyễn còn lấy thì để lại cho em nhá. Mã này nhà em là mã V38 với giá bán rất rẻ thôi. Chỉ từ 260 giảm cho chị trong livestream này từ 260 xuống còn 180.000 chiếc váy V38 thôi. Rồi còn chị nào muốn mua chiếc váy của em để lại cho em nhá. Theo đúng cú pháp cho em nhá. Mã kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Mã kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi còn đây là em sẽ qua lại cho chị một mã khác đúng không ạ? Cái mã này nhà em là mã V28 với giá bán của nó là 270.000 đúng không ạ? Rồi 270.000 chiếc váy này rất là xinh luôn nhá. Tối qua em có livestream cái mã này bán rất là nhiều rồi ạ. V28 nhà em vẫn có giá 270 đúng không ạ? Có hai màu vàng và màu hồng nu rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. V28 270 được chưa ạ? Còn váy đang mặc trên người đây với mã là V38 có giá 180 nhá. Giá bán 180 nhá. Rồi em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Em sẽ qua lại từng mẫu một cho chị vào sau xem rồi em sẽ kết thúc cái livestream này. Em sẽ kết thúc cái mã V28, V38 và V16 nha em được không ạ? Hàng em hàng có size hết nhá, từ 40 tới 75kg em có size được chưa ạ? Từ 40 tới 75kg thì em có size. Tức là chị nào mà từ 40 cho tới 47kg thì các chị mà size S cho em nhá. Còn từ 48kg cho tới 53kg các chị mà size M cho em. Từ 54 cho tới 59kg các chị mà size L cho em được chưa ạ? Từ 60 tới 66kg các chị mà size XL cho em nhá. Được chưa ạ? Rồi em sẽ qua lại từng mẫu cho chị và em sẽ kết thúc cái livestream này ngay lập tức nhá. Đã là 42 phút rồi đấy ạ. Em sẽ qua lại từng mẫu này. Em đang cầm trên tay đây là một cái mã V16 được chưa ạ? V16 của nó có giá bán vẫn là 165.000 một chiếc nhá. 165.000 một chiếc V16 này. Có màu vàng, có hoa vàng này, hoa xanh và hoa đen được chưa ạ? Hoa vàng, hoa xanh và đen với giá bán của nó 165. Chị nào thích cái mã này để lại cho em là V16 kèm màu mình thích và kèm theo số điện thoại của mình nhá. V16 nha em vẫn còn giá bán 165 được chưa ạ? Em sẽ qua lại từng mẫu một và em sẽ kết thúc cái livestream này ngay lập tức nhá. Sẽ chốt những cái mã này thôi nhá. Rồi. Chị Thu Hằng Nguyễn muốn xem lại cái V16 để thì xem cho trên cái live cũ em có mặc rồi nhá. Xem trên trang chủ của em đúng không ạ? Em sẽ qua lại cái mã V38 nha em với giá bán là 180.000 một chiếc thôi các chị nhá. Mặc rất là sang, mặc ở nhà rất là sang luôn, rất là sang, thực sự rất là sang luôn nhá. Ok này, chị Mỹ Hoa lấy mình hai cái để lại cho em mã kèm số điện thoại của mình luôn để em kết thúc cái livestream này nhá. Rồi, chị Phương Lê Cô Rê đúng không ạ? Chị Hương Nghiên đúng không ạ? Chị Phương Lê Cô Rê thì chị hôm nay chị vào hơi muộn đúng không ạ? Vì cái giá 18k và giá 28k em hay bán đầu chương trình nhá. Nên các chị nhớ vào săn hàng giá rẻ của em 28k, 18k vào đầu những chương trình nhà em hay có chương trình tặng quà ấy. Nên các chị nhớ vào săn hàng giá rẻ của em vào đầu mỗi chương trình đúng không ạ? Còn bây giờ thì em đã quay ra bán hàng rồi nhá. Quay ra bán hàng rồi. Chiếc váy đang cầm trên tay đây có mã là V38 với giá bán của nó là 180.000 một chiếc thôi nhá. Rồi, em sẽ qua lại từng mẫu trước khi em kết thúc cái livestream này nhá. V để V38 được chưa ạ? V38 thiết kế vô cùng đẹp và vô cùng sang chảnh luôn, rất là xinh luôn nhá. Rồi chị Mỹ Hoa để lại cho em trên cùng một dòng cho comment cho em mã và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Vì chị để có mỗi cái số điện thoại không thì em sẽ không chốt hàng cho chị được và nó sẽ bị trôi hàng của chị luôn đấy ạ.
Chị Mỹ Hoa lấy mã V28 hay mã V38 hay mã V16? Đây là V16 nhà em được chưa ạ? Còn đây là V nhà em là V38 được chưa ạ? V38 bên em mới có giá bán là 180.000 nhá. Váy xem chiếc váy treo trong móc đúng không ạ? Chị Mỹ Hoa lấy V38 đúng không ạ? Comment lại cho em đi ạ trước khi em kết thúc cái livestream này nhá. Chị Mỹ Hoa comment lại cho em V38 và kèm theo số thợ máy trên cùng một dòng comment cho em nhá. Chị Mỹ Hoa nào comment nốt cho em để em cứ kết thúc cái livestream này luôn nhá. Không tránh cái tình trạng bị trôi đơn được chưa ạ? V38 nha em, rất là xinh luôn nhá, rất là nhiều chị đặt hàng rồi đấy ạ. Hiện tại em đã livestream trong khoảng 44 phút rồi nhá. 44 phút rồi em sẽ live thêm khoảng 2 tới 3 phút thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này. Nên còn chị nào muốn đặt hàng để hàng đấy lại xuống thoại cho em trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Rồi đầm đăng mặc nhé, ok cho em comment xem cùng một dòng comment nào. V38 và kèm theo số thoại của mình trên cộng dùng cùng một dòng comment cho em nhá. Rồi chị Thảo Thư lấy V16 đúng không ạ? Kèm theo số thoại luôn cho em nào. Ok này, chị Gấu Trúc Đen đã inbox bên em rồi đúng không ạ? Rồi, chị Ngọc Thanh lấy V28 chốt đơn màu hồng đúng không ạ? Hồng nu đen đúng không ạ? Chốt đơn chị luôn đấy ạ. Rồi, rất là đủ ngắn gọn đúng không ạ? Các chị chỉ việc comment cho em trên cùng dòng một comment đó là V28 kèm màu kèm số thoại luôn cho em nhá. Ok này, chị Cô Hứa váy chị cầm hai tay, hai váy chị cầm hai tay kia là V28 thì nhá. Chị Cô Hứa nhá. V28 nha em, 270.000 được chưa ạ? Để lại cho em mã và kèm theo số điện thoại. Có số điện thoại và có mã thì mới chốt được đơn hàng các chị nhá. Ok, chị Uyên Lê chốt đơn hàng của chị V38 size M tiếp theo đúng không ạ? Ok, chị Mỹ Hoa m63 nặng 53 kg mặc size M cho em nhá. Để lại cho em trên cùng comment, trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Tại vì chị để có mỗi số điện thoại không thì em sẽ không chốt hàng được đâu ạ. Để trên cùng một dòng comment cho em luôn nhá. Rồi ok, chị Mỹ Hoa này. Chị Thảo Thu muốn lấy áo nữa làm thế nào đúng không ạ? Chị lấy áo nào ạ chị Thảo Thu? Có số điện thoại và có mã thì mới chốt đơn hàng được các chị nhá. Không có số điện thoại và không có mã sẽ không chốt đơn hàng đâu ạ. Rồi ok, chị Hồng Minh Quân chốt đơn hàng V28 màu hồng 270. Chốt đơn chị Cô Hứa V28 màu vàng tiếp theo size S nhá. Rồi, đấy có phải nhanh chóng không ạ? Nhanh chóng và gọn nhẹ nhá. Tại vì bên em có một lần gọi điện chốt hàng các chị nữa nên các chị đừng lo được không ạ? Cái đầm em đang cầm nữa hả? Ok, chị Ngọc Thanh chốt V28 màu hồng size L chốt đơn chị yêu luôn nhá. Chị Thảo Thu có sơ mi chấm bi đúng không ạ? Sơ mi chấm bi nhà em thì là vẫn giá 140 nhé chị nhá. Mã là B2. Ok, chị Thảo Thu bên inbox rất là nhiều ấy. Thì chị có thể trực tiếp gọi điện các số hotline nhà em đúng không ạ? Để rất là nhiều đơn hàng một ngày ấy. Chị Thanh Kim ơi 180 chị nhá. Em qua rất là nhiều mẫu rồi đấy chị Thu chấm nhá. Rồi ok, chị Hoa Mai Xanh xin chào. Rồi ok. Áo em đang mặc đây là váy nhá, 61 kg, chị Trần Kim Dung mặc size XL cho em được chưa ạ? Ok, chị Mỹ Hoa tí gọi chị Ha đúng rồi chính xác, nhưng mà chị Mỹ Hoa có thể comment lại cho em đúng không ạ? Comment lại cho em trên cùng một dòng nhá. V38 kèm theo số điện thoại của chị là trên cùng một dòng comment cho em nhá chị Mỹ Hoa nhá, được không ạ? Mấy chị hết đấy. Rồi comment lại cho em trên cùng một dòng chị Mỹ Hoa thì em mới chốt được hàng của chị đấy ạ. Bên em đã kết thúc cái mini game này rồi nhá. Chị Trang nghe hôm nay bảo hơi muộn đúng không ạ? Chị Trịnh Biển 58 kg mặc size L cho em được chưa ạ? 58 kg mặc size L cho em nhá. Rồi, có số điện thoại và có mã thì em mới chốt được hàng được chưa ạ? Có số điện thoại, có mã mới chốt được hàng nhá, được chưa ạ? Váy rất là xinh luôn, rất là sang luôn đấy ạ. Váy 2 dây rất là sang luôn được chưa ạ? Rất là xinh luôn nhá. Cái 2 dây của nó thiết kế là toàn là hạt đính ngọc trai thôi, chứ không phải là váy thường đâu các chị nhá. Rồi, chị Trịnh Nhàn comment cho em lại trên cùng một dòng comment nhá. Chị Trịnh Nhàn nhá. Comment cho em là V28 chị lấy màu hồng này đúng không? Rồi V28 cho em kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. À nhưng mà chị đã comment số điện thoại rồi nhưng mà chị này không comment mã thì cùng một dòng thì em sao chốt hàng ở chị đây ạ? À? Cả chị Mỹ Hoa nhá. Đấy, comment như chị Thanh Kim đang comment đúng không? V38 rất đầy đủ và rất ngắn gọn luôn đúng không ạ? Chị Mỹ Hoa nào, chị Mỹ Hoa và chị Mỹ Hoa và chị Trịnh Nhà nào comment lại cho em trên cùng một dòng comment trên một cùng một dòng comment có mã và có số điện thoại của mình nhá. Chị Bảo Trâm Nguyễn 180 nhé chị nhá, chị Bảo Trâm Nguyễn 180 đấy ạ. Để lại mã và số điện thoại mới chốt hàng được các chị nhá. Không có số điện thoại và không có mã sẽ không chốt được hàng đâu ạ. Chị Nguyễn Trân 65 kg mặc size XL cho em nhá, 180. Chị Mỹ Hạnh Nguyễn để lại cho em đi ạ. Rồi em sẽ qua lại từng mẫu cho chị được xem đúng không ạ? Em sẽ qua lại từng mẫu cho chị đúng không ạ? Rồi chị Trịnh Nhàn đấy, ok chốt đơn có phải ngắn gọn không? Size L V28 hồng rất ngắn gọn luôn đúng không ạ? Ok chị yêu luôn nhá, đấy mua hàng thì em cứ để lại cho em mã và kèm theo số thằng mình. Em sẽ qua lại những cái mẫu của nhà em một lần nữa và em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Rồi chị Mỹ Hoa comment cho em nhé, chị Trịnh Nhàn cho em nhé.
mã và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment. Mã và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhé chị Mỹ Hoa nhá. Rồi, mã V38180 được chưa ạ? Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng. Còn không có mã, không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng các chị nhá. Một chiếc váy đang mặc trên người đây rất là xinh luôn. Đây em thấy mùa hè này mà các chị không sắm chiếc này em thấy rất là tiếc đấy ạ. Rất là đẹp luôn, vì rất là sang, rất là đẹp luôn nhá. Rồi, ok chị Nhật Lệ cho đơn V28 màu hồng xanh mở tiếp theo nhá. Giá 180 chị Ruby Lin ơi. Chị Ly Minh Trung ơi, 180 này, chị Kun Kun Love này. Rồi ok này. Chị Ruby Lin comment lại cho em trên cùng một dòng, chị để mỗi số điện thoại không sẽ không chốt được hàng chị Ruby Lin nhá. Em ở ngoài Hà Nội đấy ạ. Ok chị Mỹ Hoa này. Rồi con chị Mỹ Hoa bảo mấy lần rồi nhá. Chị Mỹ Hoa comment lại cho em này, V38 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em như những chị kia đang để đúng không ạ? Thì mới chốt được hàng nhá. Trên cùng một dòng comment mới chốt được hàng, còn không trên cùng một dòng comment sẽ không chốt được hàng đâu các chị nhá. Chị Ngô Thị Nhung ơi, đang mặc là 180, em đang mặc chiếc váy này thì có mã V38 với giá bán của nó là 180.000 đúng không ạ? Thiết kế của nó thì vô cùng sang và vô cùng đẹp luôn đấy ạ. Vô cùng sang và vô cùng đẹp luôn nhá. Hiện tại trên cái chiếc váy này trên cửa hàng của em đang bán với giá là, các chị nhìn thấy em chưa? Một chiếc điện thoại này đúng không ạ? Một chiếc điện thoại của em ấy nhá, em đã đút túi rồi đấy ạ. Đựng được tiền và đựng được rất là nhiều thứ luôn nhá, được chưa ạ? Rất là tiện luôn nhá. Size của chiếc váy này thì là size từ S cho tới size XL, em có size từ size S cho tới size 2XL, từ 40 tới 75kg em có size, được chưa ạ? Rất là mát luôn. Chất liệu của chiếc này thì không phải nói luôn, mua hàng thì em các chị cứ yên tâm nhá. Rồi chị Vân lên xuất đơn V38 tiếp theo. V38 nhà em vẫn có giá bán là 180.000. Hiện tại trên cửa hàng đang bán chiếc váy này 260 á, nhưng trong cái livestream này giảm cho chị từ 260 xuống còn 180.000 một chiếc đúng không ạ? Rồi. Cái bên này em không ghi được, chị Bà Cũng Lâu không hiểu sao không ghi được luôn ý ạ. Chị Bà Cũng Lâu có thể ghi cho em đúng không ạ? V38180 cho em nhá, để em ghi bài của chị luôn nhá. Em bên hiện tại không ghi được. Rồi ok chị Dương Nguyễn em lấy đúng không ạ? Để lại cho em đi ạ. 180 đúng không ạ? Váy này 180 nhá. Rất là xinh luôn, mặc ở nhà rất là xinh luôn đấy ạ. Chị Hoa Nguyễn 180, chị Dương Nguyễn để lại cho em số điện thoại trên cùng dòng comment cho em nhá. V28 nhà em vẫn có giá bán là 270 một chiếc được chưa ạ? V28 nhà em vẫn giá bán là 270.000. Áp dụng cho chị nào chia sẻ nhá. Rồi ok chưa ạ? 270 này, trên cửa hàng là bán 380 nhá. Chiếc váy này thì bên em có đủ size nhá, từ size từ size S cho tới size 2XL. Tức là từ 40 tới 75kg bên em có size nhá, đối với chiếc váy mã V28 nhà em. Còn với cái chiếc váy em mặc trên người đây thì là có đủ size tới 5XL luôn nhá. Váy này thiết kế ra đến size 5XL. Còn cái chiếc này thì chỉ có size 2XL kịch kim thôi nhá. Rồi chị Nguyên Luyến lấy V38180CS cho em xin số điện thoại luôn nhá, trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? Chị Thảo Thu muốn mua cả áo mà xẻ tay hôm trước chị mặc, ý là áo nào nhỉ? Áo xẻ tay A là áo A1 đúng không? Chị Thảo Thu comment lại cho em là A1 kèm số điện thoại của mình nhá. Cái A1 của em hôm trước là đi là A1 của em hình như vẫn còn đây sao nhỉ? À mà hết sách rồi. A1 của em hiện tại đang để trên bên cửa hàng cơ. Rồi. Chị Châu Sherry đúng không ạ? Rồi nhà em vẫn đang chốt dần từ rất nhiều đơn một ngày đúng không ạ? Ok chị Mỹ Hoa này. Chị Mỹ Hoa 1m63 53kg comment số điện thoại phía trên rồi nhưng mà lại không comment cho em. Mã và kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment thì chốt hàng làm sao được đấy ạ? Phải có mã, có số điện thoại mới chốt được hàng nhá. Còn không có mã, không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng cho chị đâu ạ. Nên các chị mua hàng của bên em cứ theo cú pháp của bên em là mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình được không ạ? Mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi ok chị. Ok chị Mỹ Hoa nhá, ok chị Thanh Thân Đoàn đúng không ạ? Bao nhiêu ký mặc vừa đúng không ạ? Váy bên em thì có size từ 40 tới 75 kg, bên em có size 40 tới 75 kg, bên em có size nhá. Hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc váy V38 được chưa ạ? V38 em vẫn có giá bán là 180.000 nhá. Rồi chị Nguyễn Luyến lấy cả váy V28 và V38 luôn, comment cho em nào. V38 V28 trên cùng một dòng comment cho em luôn nhá. Chị Nguyễn Luyến lấy V28 V38 nhá. Rồi chị ok chị Bà Cụ Lo nên bên đã gửi hàng chị rồi nhá. Bên chuyển phát thường cho phí rẻ đúng không ạ? Chuyển phát thường cho phí rẻ nhá. Rồi chị Phương Trang đúng không ạ? 180 V38 đang mặc trên người đúng không ạ? V38 em có giá bán 180 nhá. Còn đang cầm trên tay đây là một chiếc V28 có giá bán là 270 đúng không ạ? 270 chiếc váy này, thiết kế của nó thì vô cùng xinh luôn này. Ở cái tay áo của nó thì là có những cái chiếc ngọc trai, đính ngọc trai rất là sang luôn đấy ạ. Chị Thanh Đoàn đúng không ạ? Chị ơi hàng em có sai, chị cứ để lại cho em số điện thoại đi ạ. Mã và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi. Làm từ phút được rồi, nhanh hết rồi. Rồi, các chị
chị muốn các chị mà không kịp thì các chị có thể chụp lại màn hình cho em và gửi qua inbox Messenger của shop em đúng không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ xin kết thúc cái livestream này nhá. Vì bây giờ cũng là em đã live khoảng 54 phút rồi nhá, 54 phút rồi đã khá là muộn rồi ấy. Thì em xin phép kết thúc cái livestream này và các chị nhớ đón chờ những cái livestream tiếp theo của nhà em nhá, sẽ có hàng rất là đẹp luôn đấy ạ. Ok chưa ạ? Rồi ok, chị Mỹ Hoa lấy màu hồng đang cầm trên tay đúng không ạ? Rồi comment cho em V28 nốt nào. V28 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình nào. Ok chị Dâu Tây inbox cho bên em nào. Ok chị Hạnh Bích comment cho em V38 nhá. Rồi chị Hương Mai chốt đơn V38 tiếp theo là mét 6 nặng 62kg size XL rồi đấy ạ. Rồi chị Nguyên Luyến comment cho em luôn nào. Chị Hạnh Bích nào. Rồi Hạnh Bích comment cho em luôn để kết thúc cái livestream này luôn nhá. Rồi chị Mỹ Hoa với áo màu xanh em đang mặc đúng không ạ? Đây không phải là váy áo, đây là váy nhá. Chị Mỹ Hoa là comment cho em thì cùng một dòng nào V38 và kèm theo số thằng của mình trên cùng một dòng comment như chị Hương Mai đã comment đúng không ạ? Rồi nhanh chóng em kết thúc cái livestream này nhá, cũng khá là một rồi đấy ạ. Chị Thoa Trần ơi 180, chị Thoa Trần để lại mã cho em số điện thoại nhá. Rồi hoặc có thể inbox cho bên em trong cùng inbox cho bên em nhá. Rồi chị Sung Chính cho đơn V38 sẽ rồi ok chị nhá. Rồi ạ. Rồi còn bây giờ xin chào tạm biệt này. Ok chị Thanh Đoàn này. Chị Nguyễn Luyến comment số điện thoại không ạ? À? Để lại cho em trên cùng dòng comment cho em chị Nguyễn Luyến nhá. V28 V38, chị lấy hai váy V28 V38 đúng không? Ok chị yêu này. Trên một cùng một dòng comment cho em luôn nhá. Rồi chị Thanh Thanh Đoàn chốt đơn V bao nhiêu đây chị Thanh Thanh Đoàn? Chị Thanh Thanh Đoàn là vừa xong là hỏi cái váy V38 đúng không? Comment lại cho em V38 và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. Chị để mỗi mã V mà comment số điện thoại thôi thì sẽ ấy. 180 chị Huyền Hồ nhá. 180 chị Huyền Hồ này. Ok chị Nguyễn Trân xin chào này. Rồi V38 đang mặc trên người đây, có giá bán 180 thôi được chưa ạ? Giá bán chiếc của em 180 nhá, áp dụng chia sẻ luôn ok chưa ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn. Mùa hè này thì không thể thiếu những chiếc váy đâu ạ, được chưa ạ? Cái mùa hè này thì không thể thiếu những chiếc váy. Với cái chất liệu của nó thì vô cùng đẹp luôn nhá. Chất liệu của nó thì thun mát vô cùng luôn. Mùa hè này mà các chị không sở hữu chiếc váy thì thấy hơi phí và hơi bị tiếc đấy ạ. Vì cái giá bán của em, cái giá bán trên cửa hàng của em hiện tại chiếc ở đây là 260.000. Nhưng trong cái livestream này là em giảm cho chị từ 260 đã xuống còn 180.000 rồi. Cái giá bán này là cái giá bán áp dụng cho chị chia sẻ nhá. Rồi ok chị Nguyễn Luyến cho đơn hàng hai váy cho chị rồi nhá. Chị Hương Mai áo ba lô không em không có gì nhá. Rồi em kết thúc livestream đi ạ, cũng khá là muộn rồi nhá. Cảm ơn tất cả các chị đã theo dõi cái livestream của em từ đầu chương trình tới bây giờ nhá. Hiện tại em cũng live được khoảng 56 phút rồi các chị nhá. Rồi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhá. Hãy đón chờ những cái livestream tiếp theo của shop em được không ạ? Hãy vào săn hàng giá rẻ của em vào đầu chương trình này. Vào đầu chương trình của bên em thì hay có những cái chương trình tặng quà với giá là 18k và 28k nhá. Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em thật nhiều và tương tác tích cực với em từ đầu live tới cuối live đúng không ạ? Ok chị Phương Ly chốt đơn V28 rồi nhá. Ok chị Nguyễn Trân lấy V38 180 nhà em để lại cho em số điện thoại luôn này. Ok chị Phương Ly chốt đơn rồi đấy ạ. V38 này, V38 nhà em vẫn có giá bán 180 nhá. Áp dụng cho anh chị nào chia sẻ đúng không ạ? Rồi còn bây giờ em xin kết thúc livestream nhá. Chị Nguyễn Trân lấy thì inbox cho em nhá. Rồi em kết thúc livestream nha. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.